Đây là trứng gì Su? Trứng hủ rong. Màu gì? Trứng hủ rong có thường xuyên ăn màu đỏ, có màu xanh. Màu xanh nè. Trong quả trứng có gì? Trong quả trứng có sữa trứng và có rượu. Có xi nhăn trong đó không? Rồi có gì dơ lên mẹ coi. Có cái gì? Đây. Có hình dáng hả? Rồi có gì nữa? Đồ chơi hả? Cây đây là gì? Kẹo siêu nhân luôn Su ơi. Kẹo siêu nhân luôn. Rồi hết rồi. Đây là cây kem. Cây kem hình quả trứng. Dán lên tay coi, dán lên mặt coi. Pokemon lên tay, lên mặt coi. Dán lên cái mặt của Su á. Dán lên cái mặt của Su coi. Dán lên mặt của Su mẹ coi đẹp không? Dán lên cái mặt của Su coi. Thôi đừng dán vô đó, dán vô đó xấu lắm. Dán vô cái mặt mẹ. Đây mẹ dán giùm cha vô mấy mặt. Dán vô cái chân cũng được nè, đừng dán vô đó. Dán vô cái bọc này rồi giục luôn á, giục cái bọc luôn á. Giục cái bọc luôn đâu có được chơi đâu. Dán vô cái mặt của Su á. Dán vô cái chân cái tay gì đó. Chứ dán vô cái bọc, hồi dục cái bọc mất tiêu. Hiểu không? Ngồi cái bọc mình ăn hết bánh mình dục mất tiêu. Còn dán lên tay chân còn. Ow. Dán lên con này nè, đúng rồi. Dán lên cái con Pikachu cái kem nè. Dán đi. Dán vô mặt đó. Thì dán vô cái mặt nó thành mặt Doraemon. Vô cái mặt đó. Rồi lột thêm hình dáng, dán vô cái mặt cái lưng đó. Dán đẹp hơn đâu coi. Rồi còn hình nào nữa dán nữa. Dán vô cái sau lưng nè. Dán vô sau lưng luôn. Đúng rồi đừng có gỡ ra nha. Dán xong là nó dính luôn rồi đó. Con gỡ ra là hư đấy. Rồi dán thêm vô.